Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với Techmark Việt Nam. 3D Touch, 3D Touch từng được Apple coi như là một cái thành tựu trên những chiếc iPhone. Lần đầu tiên được giới thiệu cùng với thế hệ iPhone 6s, mang đến đúng những tiêu chuẩn riêng của Apple về việc giúp người dùng không phải thao tác quá nhiều mà vẫn tương tác được hiệu quả với thiết bị. Tuy nhiên thì 3D Touch dường như không được người dùng đón nhận, và có vẻ như chính Apple cũng không muốn công nghệ này tồn tại trên các mẫu iPhone từ giờ trở về sau nữa. Năm 2019 thực sự là một năm đáng buồn của 3D Touch khi mà cả 3 mẫu iPhone mới nhất đều không được tích hợp công nghệ này, mà thay vào đó là Haptic Touch với khả năng hỗ trợ thấp hơn hẳn. Các thông tin về thế hệ tiếp theo của iPhone dường như cũng không còn chỗ cho 3D Touch nữa. Như vậy thì cái công nghệ 3D Touch đã chính thức chết yểu chăng? Một sản phẩm chết yểu thường nằm ở việc nó không phù hợp với đại đa số người dùng, cũng như là không được đánh giá cao về tính sáng tạo. Tuy nhiên thì 3D Touch lại là một trường hợp chết yểu mà tính sáng tạo và độc đáo của nó là không thể phủ nhận. Cũng giống như là Face ID phải dựa vào những linh kiện chuyên dụng, thì 3D Touch cũng đòi hỏi Apple phải thiết kế và lắp đặt nhiều bộ phận mới dưới tấm nền màn hình. Về mặt trải nghiệm thì 3D Touch lúc đó là nỗ lực mới nhất của Apple nhằm thay đổi cách con người sử dụng smartphone. Nhắc đến Apple là nhắc đến công ty đóng vai trò tiên phong trong quá trình giao tiếp giữa người và máy. Chẳng thế mà ngay sau khi Apple trình làng 3D Touch, nhiều công ty khác cũng muốn học tập ngay lập tức, đặc biệt là các công ty đến từ Trung Quốc. Rồi đến cả Google cũng từng muốn làm một bản 3D Touch của Android gốc để định hướng chung cho tất cả thế giới Android. Tất cả đều cho thấy là 3D Touch của Apple thực sự có tầm ảnh hưởng lớn đến với các đối thủ. Tuy nhiên thì cuối cùng thì 3D Touch vẫn cứ chết thôi, khi mà toàn bộ iPhone từ năm nay trở về sau sẽ chỉ còn sử dụng Haptic Touch. Điều này cho thấy rằng dù đây là một sáng tạo mang tính đột phá và hỗ trợ mạnh mẽ cho người dùng đấy chứ, nhưng mà dường như Apple đã đánh giá sai lầm khả năng chuyển đổi thói quen sử dụng của người dùng. Thực tế thì ngay trong những năm vừa qua, rất nhiều người vẫn đã yêu thích chiếc iPhone 6s hay là iPhone 7 của họ mà thậm chí chưa từng biết đến sự tồn tại của cái công nghệ gọi là 3D Touch này. Do vậy thì việc khai tử một công nghệ không được người dùng đón nhận và còn khá là cồng kềnh, không tối ưu về mặt chi phí như là 3D Touch để thay thế bằng Haptic Touch đơn giản hơn, vì chỉ còn phụ thuộc vào cục dung của điện thoại mà thôi, nhưng mà vẫn giữ được tối thiểu những cái lệnh cơ bản dễ nhất, cũng là một điều an ủi nhẹ cho 3D Touch. Bên cạnh đó thì cái chết thầm lặng của 3D Touch cũng có thể báo hiệu một tín hiệu quan trọng cho tương lai của công nghệ, rằng kể cả là Apple, một ông vua về thiết kế thân thiện với người dùng, nhưng vẫn sẽ có lúc vấp ngã, kể cả trên phương diện mạnh nhất mà họ đang sở hữu hơn bất kỳ nhà sản xuất nào khác, tức là khả năng hiểu người dùng. Do vậy thì trong tương lai chắc chắn Apple sẽ cần phải thận trọng hơn nữa trong việc đưa ra các phương án mới để tiếp cận thị trường di động. Nhưng cũng có thể họ sẽ phần nào nhận ra rằng sự sáng tạo trên smartphone đã thực sự cạn kiệt rồi, và thay vào đó là dần tìm ra những cái bến đỗ tiếp theo của mình, kiểu như là một chiếc kính mát AR như nhiều đồn đoán lâu nay chẳng hạn. Hãy thử chờ xem nhé. Còn các bạn thì sao? Có bao nhiêu bạn thực sự thấy rằng cái công nghệ 3D Touch nó hữu ích? Mình thì thấy mình dùng iPhone 6 mình thấy vẫn bình thường, không có 3D Touch, điện thoại mình vẫn dùng ngon lành và mình vẫn sống tốt. Còn các bạn thì sao? Các bạn có phụ thuộc vào nó hay không? Hay các bạn có sử dụng nó nhiều hay không? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.